WhatsApp anh em. Tình hình là ở kia có một chiếc iPhone. Mình moi nó gần ra rồi, là hy vọng là mình sẽ gặp được cái này. Để có cái review cho anh em xem. Có được không đây? Lôi ra. Ô. Oh, trình vênh quá đấy. Xem nào. Cố lên. Dạ. Đủ. Tức rồi đấy. À, cố lên nhá. Cố lên ạ. À. Moi ra đây. Ui, mẹ nó không lấy ra chứ, tức thật. Hôm nay là mình đang đi bắn tiền cho người ta, nhưng mà tự nhiên ghé đây chơi để thấy cái này mà mình gắp gần ra rồi này. Vừa mình moi nó gần ra rồi. Rồi vào trong rồi. Tiếc thế, cái kìa. Anh có nhìn thấy không? Hôm nay là không chủ định đi quay đâu. Là mình đi xong là mình ghé qua đây thì mình bắt wifi, mình up video thôi, nhưng mà nhìn thấy cái này. Xem nào, khả năng không tới rồi. À, lại ra. Xem nào, xem cố được không này. Kiếm cái iPhone để bóc ra review cho anh em xem cái nhỉ. Một tay quay khó lắm, đúng ra bây giờ phải có người quay hộ cơ thì mình cắp dễ hơn. Cố lên nha. Mọi người cùng mình sẽ nói ít thôi, chứ nói nhiều có lại người con người chửi là mình nói nhiều quá. Ui. Sao ấy? Không ra nổi. Cắp hơi xem. Khó đấy nhỉ. Nó có nặng nữa nên là nó càng khó hơn. Sao đấy, tự nhiên còn đồng cuối cùng này. Ok, mình đã quay trở lại. Mình vừa đổi thêm 100 nữa. Để chơi với cái này xem nào. Lâu lắm không gặp iPhone rồi. Đấy. Yếu quá. Trời ơi. Hiện tại bây giờ là tối rồi, 9 giờ tối rồi. Hỏng rồi. Nó nằm như thế lại không gặp được rồi. nặng quá không ấn được xuống. Anh trả bát xem nào, lần trước cũng gấp hụt nó một phát rồi đấy. Nặng quá nhỉ. iPhone ơi, iPhone hết 200 cái mày rồi đó. Chúng ta dùng chiêu này. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy nó nặng quá, không đến lôi lên được. Trời ơi, không gắp thì thôi, gắp lại ham. Gắp cái gì bây giờ? Gắp rồi lại ham, ham rồi lại càng muốn gắp. Ra gắp được cái loa nhé. Đấy, vênh vênh này, khả năng lại rơi vào trong tiếp này. Hôm nay mất tiền ngu rồi. À, gần được. Gì đấy? Đừng bảo gặp được đồ chơi nhá. Rồi ạ. Hiện tại là con đồng cuối cùng. Lôi đầu nó ra. Rồi ngu lắm. Rồi đi về.
mất tiền ngu.